hôm nay hai đội đã thực hiện nghi lễ và trao cờ khán giả. Hiện nay theo ban tổ chức thông báo, hôm nay trên sân cổ động viên cho hai đội FC Lộc Yên Bình và FC Mạnh Công trận chung kết giải các câu lạc bộ xã Đinh Nghĩa. Hôm nay trên ban khán đài có khoảng 8.000 người đang cổ vũ động viên để cổ vũ cho trận thi đấu này.